Pháo binh trên chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Trung Túy, cựu chiến binh Trung đoàn Pháo binh 368, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Giọng đọc Hải Yến, số 4. Giặc Bắc, giặc Nam, máu tràn biên giới. Sau khi sửa chữa xe, chúng tôi đi trong đội hình sư đoàn 2, truy quét bờ Đông Mekong ngược về biên giới Việt Nam. Bây giờ đã qua Tết, trời Campuchia chỉ có nắng nóng. Thương cho anh em bộ binh đi truy quét, mang vác nặng, nắng chói chang. Càng lên phía Bắc thì phum làng càng thưa thớt, chỉ có rừng khộp. Những cây khộp hay cây dầu cao vài chục mét, thân cây tầm vài người ôm, cây cách cây vài chục mét. Dưới đó là cây khộp nhỏ, thảm cỏ héo vàng. Cây khộp mùa này không còn lá, không che nổi ánh nắng gay gắt của mùa khô. Những con suối nhỏ cạn hết nước, buổi sáng hành quân, mồ hôi đẫm máu, trưa chiều khô rang. Nước bi đông một lít chẳng mấy chốc mà hết. Cơm vắt với mắm, vắt kiệt sức người. Giặc lúc ẩn, lúc hiện. Khi mình qua phum, nó là dân. Mình đi rồi, nó vào rừng lấy súng tập kích. Đi truy quét, không mấy khi gặp địch đối diện, mà chỉ bị từng tốp nhỏ dùng hỏa lực từ xa bắn rồi chạy. Chúng thuộc địa hình và dân bản địa nên chạy nhanh lắm, chẳng mấy khi đuổi kịp. Mình giặc cài khắp nơi. Sơ ý một tí là vấp mìn, không thể đi theo đường cũ mà phải mở đường mới để đi. Thảm cỏ mùa mưa xanh mát giống thảm cỏ tranh, nhưng mùa khô thì héo hết lá, còn cành cứng nhọn như cành tre nhỏ, cào rách hết quần áo người lính. Ai mà hỏng giày thì những cọng cỏ xuyên chân đau buốt. Cũng may, chúng tôi được trang bị loại giày ni lông đế có miếng sắt. Bên cạnh còn có hai lỗ thoát hơi và nước chiến lợi phẩm của Mỹ để lại nên cũng ổn. Khổ nhất là qua những khu rừng mới bị cháy, người đen thui do bụi than, cỏ cây cháy không hết thì gai cứng và nhọn thêm. Quần chỗ gối bị rách hết, một số người phải mặc ngược đỡ bị gai cào. Pháo chúng tôi hành quân phía sau mà không giúp gì cho đồng đội bộ binh được, vì mục tiêu lớn của Pol Pot đã bị quân khu 7 và quân đoàn 3 đánh cho tan tác hết rồi. Hầu hết các phun làng cũ đều bỏ hoang. Pol Pot lập công xã mới theo từng vùng, ăn chung, ngủ chung như trại lính. Chúng tôi vào một công xã, có một hội trường trên tường thấy treo ảnh các Mác Angen và Mao Trạch Đông, đóng từng khung riêng biệt. Ảnh màu đẹp, giấy cũng đẹp, chắc nhập từ Trung Quốc. Tôi nhìn mấy bức tranh mà suy nghĩ mông lung. Tại sao cùng lãnh tụ các Mác Angen, cùng mục tiêu lý tưởng cộng sản mà mang súng bắn nhau? Vì dân tộc thù oán nhau bao đời hay vì ai xúi giục? Tối hôm đó, chúng tôi nghe tin quân Trung Quốc ào ào tấn công biên giới Việt Nam. Vậy là máu dân tộc Việt Nam đổ ở biên giới phía Nam chưa ngưng thì lại thấm đẫm biên giới phía Bắc. Hòa bình chưa được 4 năm, nhiều người lính miền Bắc chưa kịp xây dựng gia đình lại phải từ biệt làng quê yêu dấu để cầm súng ra đi, không hẹn ngày về. Sao dân tộc chúng tôi phải vậy? Sao thế hệ chúng tôi phải thế? Chúng tôi cũng là con người, cũng yêu những bông hoa, ngọn cỏ, cành cây, cũng muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ôi lịch sử! Lịch sử đầy máu và nước mắt. Người lính không gục ngã, dân tộc không quỳ gối. Chiến tranh nổ ra ở hai đầu đất nước, bây giờ thì đã rõ vì sao Pol Pot dám đánh Việt Nam. Trung Quốc điều 600.000 quân, tương đương 15 quân đoàn cùng hơn 600 xe tăng thiết giáp và hàng nghìn khẩu pháo ào ạt tràn qua biên giới phía Bắc nhằm vào lúc chúng ta yếu nhất.
ba quân đoàn chủ lực, quân đoàn 2, quân đoàn 3 và quân đoàn 4 đang sang đất Ga. Biên giới phía Bắc chỉ có bộ đội địa phương, các quân khu 2, quân khu 3, bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ. Quân đoàn 1 làm lực lượng cơ động bảo vệ thủ đô. Kinh tế đất nước lúc đó vô cùng khó khăn, nền kinh tế tập thể mới hình thành không hiệu quả, nền kinh tế tư nhân thì cải tạo mất rồi. Quê nhà phân phối chia nhau từng mét vải, cân gạo, đói và rách. Hàng hóa các cửa hàng và chợ chẳng có gì. Thậm chí, lốp xe đạp hỏng mòn phải lấy rẻ rách quấn lại để đi, gọi là lốp cố vấn. Kẻ thù những tưởng ào ạt tấn công, giao châu mổ gà, thì sớm đập tan phòng tuyến phía Bắc và hồi phục chính quyền Pol Pot. Không, người lính chúng tôi không gục ngã, dân tộc Việt Nam quyết không quỳ gối. Chúng tôi cùng dìu nhau gượng dậy đứng lên. Những người chỉ huy mặt đanh lại, căm thù quân giặc tàn ác xảo quyệt. Chính ủy Đức, ông tầm 50 tuổi, đậm đà có râu quai nón, người Nghi Xuân Hà Tĩnh, chỉ huy chính trị trung đoàn từ thời chống Mỹ. Ông là người luôn lo lắng cho đời sống vật chất và tư tưởng tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn. Lúc đơn vị còn ở núi Quế, Quảng Nam, trước khi lên Ea Leo, Đắk Lắk, ông giao cho mỗi chiến sĩ phải nhặt 5 chốt ghi. Chốt ghi là thanh sắt vuông 2cm, dài gần 4cm, để nối các tấm ghi sân bay dã chiến của Mỹ để lại. Lính không hiểu nhặt chốt ghi lên rừng để làm gì. Lên đến Ea Leo, ông giao ban hậu cần, chọn lính mới, gia đình thợ rèn, lập thành tổ dùng chốt ghi làm rau quắm. Rèn thì nhanh mà giao rất tốt. Mấy trăm rau quắm phục vụ xây dựng doanh trại và phát cho các khẩu đội phục vụ rất tốt cho tác chiến sau này. Trước tình hình như vậy, ông quán triệt quyết tâm cho toàn đơn vị. Các đồng chí an tâm đánh thắng bọn Pol Pot và xây dựng chính quyền Campuchia mạnh lên để cùng đồng đội phía Bắc chiến thắng quân thù. Tất cả diễn biến trên đất nước đều đã đúng như dự tính. Rồi ông kể lại chuyện hội nghị quân chính quân đoàn 4 tại Sài Gòn giữa năm 1978. Lúc đó, quân ta đang phòng ngự be bờ, Pol Pot chọc hết chỗ này đến chỗ khác. Tại hội nghị, ông Lê Đức Thọ phát biểu: "Các đồng chí, cho nó vào chỗ nào, rồi diệt chứ be bờ làm mục tiêu cho Pol Pot thì làm sao được. Các đồng chí cứ đánh mạnh vào, biên giới phía Bắc đã có bố trí." Tướng Hoàng Cầm, tư lệnh quân đoàn 4, đáp: "Thủ trưởng nói thế, chúng tôi hiểu." Nghe chính ủy nói mà chúng tôi thêm tin tưởng. Thực tế thì tại mặt trận, ta đã nhử Pol Pot vào rừng hòa hội. Phía Bắc thì quân Trung Quốc chẳng tiến được là bao. Thiếu tá Chắc là trung đoàn trưởng của chúng tôi. Anh tầm hơn 40 tuổi, người gọn gàng nghiêm nghị, là sĩ quan pháo binh, trưởng thành từ thời chống Mỹ. Xây dựng gia đình đã lâu mà vẫn chưa có con. Hồi đơn vị mới lên Ea Leo, chị có vào thăm. Đơn vị dựng cho một cái lán cạnh trung đoàn bộ, những mong anh chị ở với nhau lâu lâu để có em bé. Nhưng chiến tranh Campuchia xảy ra, anh lại lên đường ra trận. Chị đành xếp túi sách về đất Bắc mà không biết khi nào mới được làm mẹ. Những người vợ lính lúc đó hy sinh cũng không kém gì người lính trên chiến trận. Thủ trưởng Chắc chỉ nói ngắn gọn: "Cố gắng lên, nghiệp vụ tinh thông, canh gác cẩn thận. Rồi đây sẽ khó khăn hơn, mà phải vượt qua tất cả." Anh em đồng đội chúng tôi ai cũng đồng tình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Mà thực tế, khổ lắm cũng chỉ cắt nốt ống quần rách mặc ngược thành quần đùi chiến binh, để thêm mấy vết gai cào cắt trên da thịt. Ngoài thân thể cha mẹ sinh thành, chúng tôi chẳng còn gì để mất, thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Phải căng ra mà giữ chứ sao? Thế là chiến trường đã nổ súng cả hai đầu đất nước. Kẻ thù muốn đánh ta bằng bất ngờ
và hai mặt trận giáp công. Chúng không ngờ quân ta đánh giỏi, tướng lĩnh ta thật tài tình. Chỉ một tháng thôi mà quân Pol Pot đã tan. Hầu hết các phum làng Campuchia chúng ta đã giữ và giúp bạn xây dựng chính quyền. Phía Bắc, quân Trung Quốc đánh nhưng không kịp cứu quân Pol Pot. Sau này chúng tôi mới biết Việt Nam đã chuẩn bị và không bị bất ngờ. Bất ngờ sao được khi 60 vạn quân Trung Quốc sang bị chặn đứng, 6 vạn quân thù bị tiêu diệt, gần 500 xe tăng, xe bọc thép bị bắn cháy. Phải chuẩn bị rất chu đáo mới đủ con người và súng đạn cùng vật chất hậu cần mới diệt được số lượng giặc như nước vỡ bờ. Phía Nam cũng vậy, một tháng mà làm chủ một đất nước Campuchia gần bằng 1/2 lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta đã chủ động nhưng phải căng mình ra đánh giặc giữ nước. Sư đoàn 2 phải căng ra vừa truy quét tàn quân vừa xây dựng chính quyền một miền đất đông sông Mekong từ Grache đến ngã tư Tung Trang về Long Phát, Mondokiri giáp biên giới Việt Nam. Bộ đội lúc này thật sự gian khổ. Càng xa đất nước thì đảm bảo hậu cần càng khó khăn. Dọc đường 19 về Gia Lai đi Tung Trang hoặc đường 13 đi Tung Trang về Grache, xe hậu cần luôn luôn bị phục. Máy bay của không quân thì phục vụ chuyển quân ra Bắc. Tất cả thiếu thốn, khó khăn, thêm nặng vai người lính, nhưng chẳng thể nào khác, phải vượt qua thôi. Đơn vị pháo chúng tôi vẫn theo hỗ trợ bộ binh như kiểu đi sau bọc hậu. Ngày chúng tôi dừng lại bên sông Mekong, gần Grache, dân Campuchia đã lập một chợ. Chợ nằm trên khu đất rộng khoảng 100 mét, dài khoảng 300 mét, có hai dãy lều. Hàng hóa cũng khá nhiều loại, gạo, muối, dầu, vải, xà rông và rất nhiều cá. Cá giống như cá chê, có con khoảng 50 cân. Loại giống cá chép, nhưng vây to hơn, có con vài ba cân. Loại giống cá leo, nhưng mình dài và màu vàng nhạt, cũng to hơn một cân. Cả chợ không dùng tiền, vì Pol Pot có cho ai dùng tiền đâu. Họ trao đổi ngang giá. Hai đầu chợ có hai tiệm kim hoàn. Dân mang dây vàng khò đứt một khúc, cân lên, đổi hơn chục cân gạo. Sau đó, họ mang gạo đến, đổi dầu thắp sáng, muối, cá, vân vân. Kỳ lạ, một chợ không tiền. Ngày học triết học Marx ở Học viện Hậu Cần, con nói trao đổi ngang giá. Giờ đây mới nhìn thấy, nhìn mà ái ngại, không biết khi nào họ mới có đồng tiền để tiến kịp với xã hội văn minh. Thế nhưng, nhờ Việt Nam giúp đỡ, 3 tháng sau là đã có tiền riêng do Campuchia phát hành. Anh em muốn vào chợ mua cá nhưng chẳng biết làm sao. Tôi bảo hút ít dầu diesel ra hàng dầu đổi gạo, sau đó đi mua cá. Anh em vào chợ, tôi ra bờ Mekong, gặp một bác người Việt cũng đen như người Campuchia. Tôi chào bác trả lời bằng tiếng Việt. Bác nói, tôi là người Việt Nam sang lấy vợ Campuchia, đánh cá trên sông, nói sõi tiếng Campuchia nên Pot không biết. Nhìn những cọc bê tông giữa dòng sông cách nhau khoảng mấy trăm mét. Tôi hỏi bác cọc đó làm gì? Bác nói đó là cọc chia phần đánh cá trên sông cho từng thuyền thời vua Sihanouk. Mỗi nhà một khoảng không ai tranh giành ai và cũng có đóng góp cho vua. Thời đó thanh bình, làm ăn vui vẻ. Sau đó thì lon lon lên theo Mỹ chiến tranh. Thời Pol Pot hòa bình tưởng được làm ăn yên ổn. Ai ngờ tập trung hết. Tôi hỏi, thế dân đối với chế độ mới thế nào? Ông nói, họ vẫn thích chế độ vua Sihanouk hơn, nhưng vẫn có người theo Lon Non, và một số người thuộc quân Pol Pot thì vẫn theo Pol Pot. Còn chính quyền mới thì chưa biết thế nào, nhưng thấy Việt Nam diệt quân Pol Pot là sống rồi, không thì chết hết. Anh em cũng mua được cá. Tôi chào ông lên bờ về đơn vị. Trên đường về tôi nghĩ, chắc cuộc chiến này còn dai dẳng và nhiều gian khổ. Dân tộc này thờ thần bốn mặt trên chùa cũng đúng thôi. Sân bay Mondokiri. Sau đợt tổng tấn công, toàn mặt trận Pol Pot đã tan tác trên toàn bộ đất nước Campuchia.
tình hình tạm ổn định bước đầu. Tuy vậy, quân Pol Pot bắt đầu tập hợp theo từng tốp, hoạt động quấy phá. Trung đoàn về thị xã Mondonkiri vừa giữ vững địa bàn vừa xây dựng chính quyền Campuchia. Trung đoàn bộ tiếp quản một vùng rộng lớn, gồm sân bay và một cơ sở doanh trại hậu cần của Pol Pot, tổ thợ và quản lý xe ở chung một nhà, nhà tranh vách nứa, ở trên đồi, xung quanh là dãy ngô đã thu hoạch. Tổ thợ lúc này có bổ sung thêm hai đồng chí. Đồng chí Nghĩa to khỏe người Hà Bắc, đồng chí Nên người Thái Bình, cả hai học thợ ngoài Bắc, vui vẻ, chịu khó, có kiến thức cơ bản về ô tô. Chúng tôi tiếp tục củng cố kỹ thuật xe và tăng gia cải thiện. Quanh nhà, đất dãy, anh Tuyền cùng cả tổ thợ gieo đậu đỏ. Tôi nghĩ làm thì làm, chứ chắc gì đã được ăn. Thôi thì cứ vui vẻ, làm như thời chống Mỹ những năm 69. Đơn vị nào cũng phải trồng sắn, đơn vị không kịp ăn thì đơn vị sau có cái dùng. Nhờ thế mà sau này chúng tôi đi dọc đường Trường Sơn, chỗ nào cũng có sắn, lá làm rau, củ chống đói. Ăn cây sắn nào, phải trồng cây đó, chặt khúc, thân vùi lấp trong đất để đơn vị sau có cái dùng. Thế nhưng chúng tôi đã ở đó mấy tháng nên có lá đậu luộc làm rau ăn rất ngon. Cuối cùng cũng thu được mấy cân đậu đỏ nấu chè. Một hôm, chính ủy giao tôi tập hợp toàn bộ lái thợ trung đoàn họp tổng kết và giao cho tôi chuẩn bị nội dung. Sáng hôm sau, tại nhà gỗ cạnh sân bay, anh em chúng tôi họp. Toàn bộ lái thợ 3 tiểu đoàn và tiểu đội vận tải cũng được hơn 50 người. Dự họp cùng với chúng tôi có cả chính ủy trung đoàn và cán bộ trong trung đoàn. Đặc biệt, còn có đồng chí đại tá Phạm Ngọ, chính ủy sư đoàn 2, đến dự. Tôi báo cáo toàn bộ quá trình vượt khó khăn, đảm bảo kỹ thuật và lái xe cơ động. Toàn trung đoàn vượt qua hàng ngàn km, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho đơn vị, thực hiện tốt yêu cầu của chiến trường. Chốt lại có đoạn. Vượt qua Tây Nguyên hùng vĩ, đến sông Vàm Cỏ Hiền Hòa, dọc sông Mê Công lửa đạn, xe chúng tôi góp phần tăng tầm bắn cho pháo hàng ngàn km, hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn trung đoàn. Cả hội trường vỗ tay và chính ủy sư đoàn bắt tay. Thật là xúc động, từ hồi đi lính đến giờ mới được đại tá chính ủy sư đoàn bắt tay giữa chiến trường đất Campuchia. Hình ảnh chính ủy sư đoàn cao lớn, đầu hơi hói, tầm gần 50 tuổi, vui vẻ bắt tay khen ngợi, tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. Thú thật, báo cáo tôi viết theo sự thật, cũng không ai duyệt trước. Khi đọc cũng hơi run. Hôm ấy, lái thợ được bữa liên hoan, ăn uống khá, có cả gà hộp thịt heo do Ban Hậu Cần Trung đoàn tổ chức. Thị xã Mondokiri xây dựng trên vùng đồi xen lẫn có ít ruộng lúa và con sông. Mùa khô mà nước vẫn sâu, những đồi rừng khộp mênh mông bị cưa ngang gốc, chắc là để làm thoáng cho sân bay. Giữa thị xã có sân bay bằng đất đồi, lu đầm khá chắc chắn, rộng khoảng 500 mét, dài khoảng 3.000 mét. Về phía bắc có căn nhà gỗ 2 tầng giống như nhà chờ, chỗ chúng tôi làm hội trường họp. Phía đối diện có một cái chòi cao bằng gỗ 4 tầng, giữa là đường băng. Cả khu vực rộng lớn mà không thấy phum dân nào. Đây là sân bay quân sự mới xây dựng. Sân bay cách Buôn Mê Thuột gần 100 km. Phải chăng bọn chúng làm sân bay để đánh chúng ta? Cũng may ta đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không, bọn Pol Pot và quan thầy giúp sức dùng máy bay ném bom cất cánh từ sân bay này đánh phá ta thì thật là nguy hiểm. Sân bay đất nện mà xe kéo pháo chúng tôi chạy không hề lún, không thấy máy móc gì, làm thủ công thì phải nhiều thời gian. Rõ ràng Pol Pot chuẩn bị tấn công Việt Nam từ mấy năm về trước. Mấy hôm sau tôi thấy liên lạc ban chính trị mời lên gặp. Buổi sáng phần thì đang bận sửa xe và tôi nghĩ chắc cũng chẳng quan trọng gì. Tầm 2 giờ chiều tôi sang phòng chính trị. Sang đến nơi tôi thấy đồng chí Đăng, thượng úy phó chủ nhiệm mời ngồi. Sau khi uống tách trà,
đồng chí phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn trịnh trọng nói. Thay mặt trung đoàn, thừa ủy quyền của sư đoàn, trao quyết định phong hàm trung úy cho đồng chí. Tôi thực sự ngạc nhiên, vì sao không trao ở ban hậu cần? Vì sao mà cả trung đoàn chỉ có mình tôi? Đồng chí phó chủ nhiệm trao đổi, đợt này sư đoàn phong quân hàm cho những đồng chí thật xuất sắc trong chiến đấu. Trung đoàn ta chỉ có một mình đồng chí. Trao quyết định tại đây, vì trong đơn vị, nhiều đồng chí lớp trước ra trường trước đồng chí mấy năm và cả những người từ thời chống Mỹ chưa được phong quân hàm, trao ở ban hậu cần không hay lắm. Đồng chí Phùng Khắc Đăng, sau này là trung tướng phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tuy ngạc nhiên và cũng vui vì về sư đoàn mới một năm mà được thêm sao niên hạn là hai năm. Nhưng tôi cũng hiểu đây là công chung của anh em trong đơn vị. Mình phải cố làm sao cho tốt. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.